Nam, nay mình sẽ chỉ cho anh em cách tải game Crossfire Việt Nam. Đầu tiên là anh em vào .goplay.vn, sau đó anh em nhấn tải game. Về tải game CF thì mình có hai cách tải: tải bộ cài full hoặc là tải bộ cài chia nhỏ. Mình sẽ chỉ cho anh em cách đầu tiên là tải bộ cài full nha. Anh em ấn tải cái bộ full này về. Đây. Đây. Anh em ấn tải ngay. Và sau khi tải xong á thì anh em vào đây, vào cái chỗ mà anh em vừa tải về á, cái thư mục mà anh em vừa tải về á. Đây, nó sẽ có trong này. Đây. Nó sẽ hiện lên như vậy. Và anh em ấn giải nén nó ra. Đây, finish. Đây. Sau khi tải nén xong á thì nó sẽ hiện một bộ cài như vậy. Đấy, xong anh em sẽ ấn vào cái này. Anh em chọn cái ổ đĩa mà mình chạy game á. Em thì em để ổ đĩa E. Anh em xác nhận. Tiếp theo. Và anh em nhớ là ấn tạo biểu tượng desktop. Đây. Rồi. Để không mất thời gian của anh em thì tại vì tới khúc này thì cái chỗ này nó sẽ chờ chạy hết cái cây này. Đây. Và sau khi chạy hết xong cái thì nó sẽ hiện cái này. Và anh em vào game thôi. Chờ chạy xong hết cái đấy rồi anh em ấn vào game rồi chơi thôi. Đây là cách tải thứ nhất. Còn cách tải thứ hai là tải bộ cài chia nhỏ. Anh em sẽ tải hết tất cả là 11 bản như về. Đây, 11 bản này. Cũng tương tự như cái bản full á. Thay vì bản full á mình phải giải nén, còn cái bản này thì không cần giải nén. Cái bản này thì mình sẽ nó sẽ hiện sẵn là 11 bản này, là mình sẽ nhấn cái này luôn. Đây, sẽ full này. Đấy. Rồi anh em cũng tương tự chọn ổ đĩa mình bỏ game vào để chạy game. Cũng tương tự cái full thôi. Rồi. Yeah, ok. Rồi, tiếp tục. Đây. Tiếp tục tạo biểu tượng desktop. Rồi. Tiếp tục chạy game. Rồi. Sau khi chạy xong thì nó cũng tương tự như bên kia. Nó cũng sẽ hiện hiện cái game này lên ở ngoài desktop. Rồi mình ấn chạy game thôi. Và nếu anh em mà bị những cái lỗi thường gặp á thì trong cái web này sẽ có cho anh em luôn. Đây, hướng dẫn sửa lỗi thường gặp. Đây, anh sẽ chọn vô đây để coi những cái lỗi mà thường gặp. Đây, sẽ có hết trong này nha anh em. Đây. Chúc anh em tải game thành công và trải nghiệm game Crossfire nha.